Em Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan ạ. Buổi sáng ngày hôm nay Thanh Mai lên cho các bác đây là cái hoàng thảo mắt đen các bác nhé, hoàng thảo mắt đen. Cái dòng này hoa thơm và rất là hoa rất là bền các bác nhé. Đây ạ. Đấy. Mắt đen và cái họng của nó là nhung đỏ các bác nhé, rất là đẹp như này. Đấy, hoàng thảo các bác nhé. Hoàng thảo rừng các bác nhé, tất cả là rừng, hàng rừng thuần. Đấy, chậu đen rô này cũng rất là đẹp các bác này. Chậu đen rô này của Thanh Mai, các bác đã có cái mặt hoa này chưa? Đen rô xuân các bác nhé. Các bác đã có cái mặt hoa đẹp như thế này chưa ạ? Đấy. Họng đỏ nhung, cánh viền như thế này, trắng và viền rất là xinh. Xinh lắm. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0372094157. Cặp này Thanh Mai bán các bác giá là 280 nhé. Đen rồi này. Đấy, đen rô xuân, mặt hoa cực đẹp luôn. Thanh Mai lên cái cây có cả đùi gà trắng. Hoàng thảo ý ngọc này, chậu em đang cầm đây các nhá, nó mới hé sáng nay. Ý ngọc mắt đen, quên, hoàng thảo mắt đen, không phải mắt vàng các bác nhé. Vàng thì giá nó rẻ hơn các bạn ạ. Chậu này Thanh Mai bán với giá là 250k, bao nhiêu 250 ạ. Rất là đẹp. Đấy, mầm gốc đang lên, thân này thân hoa các bác nhé, chưa ra hết đâu. Rất đẹp, 250, hoa cứ lên từ gốc trở xuống các bác ạ. Và trở lên. Đây ạ. 250 các bác nhé. Chậu số 2 đây, 250. 250. Cái này chậu số 3. Cao lắm, chậu số 3, chít chít nụ các bác này. 250 các bác nhá. Cái này đùi gà trắng chậu số 1 cũng 250. Đùi gà trắng chậu số 1 các bác nhá. Đùi gà tròn, đùi gà trắng đang nụ. Mầm gốc đây ạ. Đùi gà tròn, đùi gà trắng các bác nhá, 250. Chậu số 1, chậu số 2 đây. Đấy. Nụ đây các bác này. Đùi gà tròn, đùi gà trắng các bác nhá. Hoa thơm các bác ạ. Đấy. Đang nụ này. Nó vẫn cứ đang ra này các bác này. 250k nhá. Cây cao lắm. Cây cao lắm. Cái này là đùi gà các bác nhá, chứ không phải những dòng lan kia. Đấy, 250k một chậu này quá rẻ. Lúc trước hay toàn bán mầm, bán nhánh thôi các bác ạ. Lúc trước là đùi gà trắng này bán theo kỳ. Bây giờ các bác sở hữu nguyên chậu. Đây này, nụ này. Đầy các bác này. Đầy này. Đấy. 250 các bác nhá. Thì mai có hai chậu cát cực đẹp. Thuần vườn các bác nhá, cây thuần vườn. Cái cây này là cây đỏ, đỏ đậm các bác nhá. Cái cây đỏ này nó đẹp lắm các bác ạ. Nó đẹp lắm ý. Nó nở trong vườn đẹp lắm. Đấy, cái cát này nó rất là sai hoa và siêng hoa. Đấy. Bác nào đến nguyên một cặp này là 280k nhé. Nguyên cặp này là 280k. Cam đậm các bác nhé. Cam đậm. Nguyên một cặp là 280k. Đây em còn chậu cát to này nữa này. Thuần này. Thơm, hoa thơm lắm các bác ạ. Đấy. Về ngắm hoa luôn một thể, nó cũng mới nở thôi ạ. Màu nó chưa được ăn. Đây, bác nào lấy chậu này. Đấy, mầm gốc, mầm kia lên đây các bác ạ. Chậu này Thanh Mai để là 180 nhá, 180 một chậu này. Đấy, cát to. Cái này là hoàng thảo tím Huế thôi nhá. 180. Cái này là 180 thôi nhá. Kéo nhầm giá. Hoàng thảo tím Huế là 180, Thanh Mai buộc nó vào. Nhiều nụ lắm. Nó đang ra các bác nhé. Hoàng thảo tím Huế 180. Cái này là phượng hoàng lửa các bác nhé. Một bảng như thế này. Đấy, đang nụ. Phượng hoàng lửa. Hoa để trên bài. Đẹp lắm. Phượng hoàng lửa này Thanh Mai chia sẻ là 150k một bảng. Phượng hoàng lửa nhé. Rất sai. Phượng hoàng lửa 150k một bảng ạ.